Xin chào ông bà cô chú anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Mọi người đang xem video đến từ nông thôn thành phố Bàn Cẩm thuộc tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc. Thời tiết ở ngay cái khu vực nhà chồng em á, thì bốn mùa quanh năm á, thì sẽ phân biệt rõ ràng luôn. Bây giờ thời tiết đang bắt đầu chuyển qua mùa thu cho nên là mình thấy á, bây giờ thời điểm này thì màu sắc ở trên đường đa số là sẽ là màu vàng. Đố cả nhà mình biết hôm nay em với là xã đi đâu nè. Tụi em đang trên đường chạy đi móc hoa lan nè cả nhà. Nhưng mà thấy lú hai bên đường rất là đẹp luôn, cho nên là phải lấy điện thoại ra ghi hình lại. Tại vì bản thân em cũng thích ngắm những cái cảnh như vậy lắm nè. Chạy được một lúc thì em phát hiện là mấy cái đám lú này người ta không có nuôi cua lông. Em mới hỏi anh xã là sao người ta không nuôi cua lông, trồng lú không như vậy tiếc ghê á. Thì anh xã mới nói là không phải là cứ nuôi là sẽ kiếm được tiền. Sẽ còn tùy theo là giá cua lông có trúng mùa hay không. Giống như bữa trước anh trưởng thôn bán đợt đầu thì còn lời được chút ít, nhưng mà đợt sau này cua lông bị rớt giá, cho nên là bán là đa số là bù lại không có lời bao nhiêu hết trơn cả nhà. Cho nên là nếu mà tính ra như vậy thì một mùa nuôi cua lông cũng tính là công cốc luôn đó. Đất ở khu vực chỗ em á, chỉ cần thu hoạch xong á, thì sẽ rất là khô cứng. Cho nên á, khi mà mình đi mót hoa lan như vậy á, thì đất nó rất là khô càng luôn ông bà cô chú. Người ta thu hoạch bằng máy xong á, mình thấy là thu hoạch rất là sạch luôn. Nhưng mà nhìn bề mặt bên trên mình tưởng là không có khoai lang, nhưng mà khi đào xuống bên dưới á, thì em thấy củ quá trời nhiều luôn. Nếu như mà em với A Sải á, trong cái thời gian này mà xiên lúc nào mà rảnh á, đi đào khoai lang, chắc là nhà em ăn nè, rồi cho hàng xóm, chắc là ăn hết mùa đông cũng chưa hết được khoai lang luôn quá. Em mua trứng gà đem theo ăn rồi cả nhà. Chú sang cô xin hiện là chủ nó cơ. Vâng. Còn là anh đợi chủ nó lại. Vậy đâu nhiêu giờ? Cái này giống như là trứng gà mà không ăn vào mùa Tết đó cả nhà. Ăn cái vị y chang luôn. Mà nó ngọt được chưa? M
Một ngày á, em với A Sải đi lượm được tầm khoảng 2 tiếng thôi. Tại vì á, ở nhà thì còn mắc công chuyện, rồi em phải chỉnh video á, rất là bận luôn. Bây giờ á, thì tụi em đi về nè. Cả nhà mình xem thử á, là hôm nay tụi em mót được bao nhiêu khoai lang nha. Giờ em lựa mấy củ lớn ra. Soạn ta là khan đu sợ chín ơ. Củ này ai xải cào bị gãy rồi nè. Đi nung thôi mà. Đi nung hoài. Cái mớ khoai mà nhỏ nhất với lại là xấu nhất á, bây giờ em nấu một nồi làm bánh ăn nè cả nhà. Cái mớ nhỏ để ở ngoài ăn nè ông bà cô chú. Em lấy một ít khoai lang em đi mót á cho vợ chồng anh trưởng thôn nha cả nhà. Khoai lang bữa nay giá cũng mắc á, mà em không biết là hai vợ chồng anh ăn hay không. Nhưng mà mấy cái này là khoai khoai ngon á, khoai lớn á. Mì chồng em lựa ra mì đếm đây. Mì cho ăn ba. Mì tôi xưa ta là hậu. Mấy củ hai vợ chồng em đi mót. Mấy củ lớn ở dưới cho. Tao chạy xì con. Chứ gì thì nó hậu ha. Xin lắm ba. Xin lắm. Ủa cái nhà kho của mẹ chồng em lùng quá. Em đem cái khoai lang này qua cho chị vợ anh trưởng thôn nè. Tặng nhà anh. Mai mốt em móc về mà nhiều quá thì em sẽ cho thêm mấy gì hàng xóm ăn chung nữa cả nhà. Tại khoai lang đợt này mắc á, cho nên là em nghĩ là cho thì chắc là mọi người sẽ ăn. Năm nay thì mắc cho nên là mọi người không có mua đâu. Sao rồi? Có cho thêm hoa gì quá? Ủa chứ? Ủa chứ chán nè. Ủa chứ chán nè. Sao nhận? Sao nhận cho? Chứ có quà chán nè. Chưa chế hành đua nè. Chưa giang, quả chế xin sử đua chinh nè. Hành đua nè. Bắt chậu là chi dành cho. Cái khoai lang nhỏ nhất á, em đi nhặt về á, thì bây giờ em sẽ làm nhuyễn ra, sau đó thì em sẽ làm bánh nha cả nhà. Khoai lang sau khi làm nhuyễn ra thì em sẽ cho một ít đường nè. Với lại một ít sữa tươi không đường.
sau đó thì em cho một ít bột mì đa năng. Hôm nay cu lông này á em sẽ tách ra, lấy gạch bên trong của nó. Còn đây là rau tầng ô của ba chồng em trồng này cả nhà. Bây giờ em hái một ít vào nấu canh. Em sẽ nêm một ít hạt nêm, một ít muối với lại một chút đường cát. Bữa nay nhà em không có nấu cơm cho nên là sẽ thả thêm một ít bún vào ăn chung với lại bánh khoai lang. Em mời ông bà cô chú ăn cơm chung với lại gia đình em nha. Bánh hay cả nhà xem bánh khoai lang nhà em làm nha. Rất là dẻo luôn. Rất là ngon luôn nha. Đây tôi hỏi hồ sơ đó. Bánh khoai lang cả nhà. Mời ông bà cô chú ăn nha. Bánh khoai lang này nó dẻo, mỡ thơm, ngon. Ma, ok. Hồ sơ du học. Vậy là video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn cả nhà mình đã yêu thương và xem hết video của em.
Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo nha.